5 cách cắt cơn đau gút cấp cực nhanh và hiệu quả. Thứ nhất, ngâm chân hoặc tay với nước ấm, tiến hành buổi tối trước khi đi ngủ 20 phút. Thứ hai, chườm đá lạnh, bỏ một vài viên đá lạnh vào khăn mềm, sau đó chườm lên chỗ đau khoảng 20 đến 30 phút. Thứ ba, bảo vệ chỗ khớp bị sưng, giữ cho chỗ xương khớp được thoáng mát. Nên nằm trên giường hoặc nâng cao chân hơn người bằng cách kê gối, giúp tăng cường lưu thông máu và tuần hoàn khí huyết và giúp bạn thoải mái hơn. Thứ tư, bổ sung đủ nước mỗi ngày. Hãy uống thật nhiều nước để đào thải axit uric và thanh lọc cơ thể bạn nhé. Tốt nhất người bệnh nên uống tầm 2,5 lít nước mỗi ngày. Ưu tiên nước lọc hoặc các loại nước tốt cho người bị gút như là nước ép của anh đào, nước ép dứa, nước ép cam, quýt, chanh, bưởi. Thứ năm, ngâm chân với nước muối. Chúng ta có thể ngâm chân với nước muối hoặc nước ấm hoặc cùng với các loại lá cây. Một lượng lớn magie có trong muối sẽ giúp kích thích lưu thông máu và đào thải độc tố hiệu quả hơn. Chúc mừng bạn đã sở hữu 5 cách khắc chế cơn đau gút cấp vừa hiệu quả đơn giản tại nhà. Bên cạnh đó, người bệnh cũng nên chú trọng đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày và tập thể dục thể thao thường xuyên.